Ý về nước, anh chật vật trước đối thủ dưới cơ là bài học cho các đại gia như Pháp và Bồ Đào Nha trước khi ra sân cho trận chiến một mất một còn của vòng 1/8. Pháp Hoa sẽ đổ trợp trời khi Pháp và Mỹ chạm trán nhau tại Merkelsville Arena trong cuộc đụng độ được mong chờ nhất ở vòng 16 đội. Latvia không thể gây ấn tượng trong trận hòa 1-1 với Ba Lan, nhưng họ cũng đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại sau chấn thương của Kylian Mbappe khi Antoine Griezmann của Atletico Madrid trở lại đội hình xuất phát trước Mỹ. Chiến thắng của Pháp chắc chắn sẽ được xem xét. Cầu thủ chạy cánh của PSG, Bradley Barcola nhiều khả năng sẽ phải ngồi dự bị. Bầy quỷ đỏ dùng Romania vừa trải qua những thăng trầm ở vòng bảng khi thua Slovakia, đánh bại Romania và chia điểm với Ukraine. Tiền đạo Dodi Luque Bacchio của Sevilla đã trở lại sau án treo giò, trong khi cả Axel Witsel và Thomas Meunier đều đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu. Có người nói rằng bị chỉ đá cầm chừng ở vòng bảng và sẽ tung hết sức ở vòng knockout. Nhưng qua 3 trận, ai cũng thấy được hạn chế của đội bóng này với hàng thủ già nua và thiếu chặt chẽ, trong lúc hàng công chỉ dựa vào khả năng chuyền bóng của Gerrard cho Lukaku. Lối chơi biến hóa và đầy sức mạnh thua trước đã biến mất và họ sẽ dễ dàng bị Pháp bắt bại khi Kevin De Bruyne và các đồng đội đang phải vật lộn để tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Mọi người sẽ đặt niềm tin vào Pháp, một trong những ứng cử viên vô địch của giải. Thật bất ngờ khi Mỹ và Pháp, cả hai đều là 4,2%, ghi hai bàn từ 48 cú sút, cùng đứng áp chót giải sau vòng bảng về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Cả hai chỉ khá hơn bộ Serbia, đội có tỷ lệ này là 3,8%. Trên thực tế, Mỹ chỉ ghi được 3 bàn trong 6 trận đấu qua 2 giải đấu lớn, gần nhất của cấp 2022 và Euro 2024. Chỉ tận dụng được 3,6% số cú sút thành bàn 3/83 và ghi bàn thấp hơn so với số bàn thắng kỳ vọng là 6,15. Đây cũng là cơ hội để Mbappé chạm đến một vài cột mốc đáng nhớ. Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Euro vào lưới Ba Lan, tân binh của Real Madrid chỉ còn kém Michel Platini đúng một bàn trong kỷ lục ghi bàn tại các giải đấu lớn của Pháp, 14 bàn. Anh ấy cũng chỉ còn cách 2 bàn nữa để trở thành cầu thủ thứ 3 ghi được 50 bàn thắng cho Latvia, sau Olivier Giroud, 57 bàn, và Thierry Henry, 51 bàn. Tỷ lệ Pháp chấp bị nửa trái ăn 92 là hơi nhiều, bởi trước nay Pháp thường đá đồng hoặc chỉ chấp bị đồng nữa. Dù vậy, thị trường vẫn cứ đổ nhẹ vào cửa dưới, chọn Pháp an toàn hơn vì Kylian Mbappe vẫn chưa thể hiện phẩm chất siêu phẩm của mình. Dự đoán, Pháp thắng 2-1. Bồ Đào Nha đã hoàn toàn cường dậy sau trận thua sốc Croatia 0-2. Selecao châu Âu không thể gây ấn tượng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, nhưng cần lưu ý rằng huấn luyện viên Roberto Martinez đã cất nhiều trụ cột để chơi bài khổ nhục kế. Âm mưu nhảy nhánh bất thành, Bồ Đào Nha giờ sẽ tung đòn để tìm lại nhuệ khí và thị uy các đối thủ. Rafael Leao đã trở lại sau án treo giò, trong khi Vitinha, Bernardo Silva, Ruben Dias, Bebe, João Cancelo và Bruno Fernandes sẽ được triệu tập trở lại đội hình xuất phát. Slovenia đã làm rất tốt khi cầm hòa đội tuyển Anh để lọt vào vòng 16 đội, nhưng họ sẽ gặp một ngọn núi lớn phải trèo khi đối mặt CR7 cùng đồng đội của siêu sao này. Mặc dù Slovenia đã thắng Bồ Đào Nha 2-0 trong trận giao hữu hồi tháng 3, nhưng cuộc chiến ở Đức lần này sẽ rất khác khi Roberto Martinez đang có đội hình tốt nhất để chọn lựa. Bồ Đào Nha chấp Slovenia 1/1.5, ăn 87 đã nhanh chóng chuyển hẳn thành 1/1.5 và Slovenia chỉ ăn 82. Thị trường rõ ràng đang dồn tiền vào cửa trên và thật mạo hiểm khi lao theo xu thế của đám đông. Cách tốt nhất là chờ hết hiệp đầu, bởi không chừng Slovenia sẽ ghi bàn trước. Dù sao, theo hàng hiệu vẫn vui hơn. Dự đoán Bồ Đào Nha thắng 3-1.